Tân Hoa Xã dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ngày 18 tháng 9, hạm đội Thái Bình Dương của Nga tổ chức cuộc diễn tập mang tên Finvan 2023 ở đông bắc nước này nhằm bảo vệ tuyến hàng hải qua Bắc Băng Dương dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Hải quân Nga Đô đốc Nikolai Emenov. Finvan 2023 diễn ra ở các vùng biển Chukchi và Bering cũng như trên bán đảo Chukotka với sự tham gia của khoảng 10.000 quân nhân và hơn 50 loại trang thiết bị quân sự, bao gồm máy bay chiến đấu hải quân, trực thăng, hệ thống tên lửa bờ. Các khoa mục cụ thể trong hoạt động diễn tập này gồm bắn tên lửa và pháo, thực hành phòng thủ chống lại lực lượng đổ bộ và hành quân dọc theo bờ biển Bắc Băng Dương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, mục tiêu của cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng phòng thủ và cải thiện công tác huấn luyện lực lượng và quân đội phục vụ các chiến dịch ở biên giới phía đông bắc của Nga. Động thái này nằm trong nỗ lực ngăn chặn khả năng Ukraine đạt được một bước đột phá lớn trên chiến trường, nhất là ở những trục quan trọng. Ukraina từ chối nhận 10 xe tăng Leopard 1 từ Đức do chất lượng kém. Tạp chí của Đức đã dẫn nguồn tin riêng biệt cho biết, Ukraina vào tuần trước đã từ chối nhận 10 xe tăng Leopard 1A5 cũ từ Đức do tình trạng kỹ thuật kém. Theo đó, Ukraina đã thông báo cho trụ sở đặc biệt của Bộ Quốc phòng Berlin rằng các hệ thống vũ khí của Đức gửi đến Ba Lan cần được sửa chữa, vì không có nhân viên kỹ thuật được đào tạo cũng như không có đủ phụ tùng để thay thế, nên việc vận chuyển xe tăng Leopard đến Ukraina chẳng có ý nghĩa gì. Tờ báo này cũng chỉ rõ rằng Thông báo này từ chính quyền Kiev đã gây ra mối lo ngại ở Berlin. Bộ Quốc phòng Đức đã kịp thời cử chuyên gia kỹ thuật để kiểm tra, bảo dưỡng xe tăng. Ở đó, hóa ra các xe tăng Leopard thực sự cần phải sửa chữa. Tổng cộng, Đức đã cam kết với chính quyền Kiev sẽ chuyển giao hơn 100 chiếc Leopard 1A5. Chúng đã bị loại biên khoảng 10 năm trước. Lô xe tăng bị từ chối này thuộc đột giao hàng thứ hai. Trước đó, 10 chiếc Leopard thuộc lô đầu tiên đã được gửi đến Ukraine vào tháng 7. Theo York Times, hai tuần sau khi thay thế Bộ trưởng Quốc phòng, Tổng thống Ukraine đã tiếp tục sa thải tất cả 6 thứ trưởng vào ngày 18 tháng 9, mở rộng cuộc chiến chống tham nhũng tại Bộ Quốc phòng khi ngân sách quân sự tăng vọt. Trong cuộc xung đột với Nga, phần lớn các mệnh lệnh được đưa trực tiếp từ Tổng thống Zelensky tới các tướng lĩnh trên chiến trường, nên việc sa thải các quan chức dân sự tại Bộ Quốc phòng không ảnh hưởng ngay tới cuộc chiến. Vai trò của Bộ Quốc phòng Ukraine không nằm ở chiến thuật mà là khâu hậu cần liên quan tới việc mua sắm, tiền lương và phúc lợi. Các tổ chức chống tham nhũng Ukraine cho biết, động thái sa thải nói trên đã gửi đi một tín hiệu tích cực về hoạt động giám sát và trấn áp nạn trục lợi thời chiến. Phần lớn viện trợ của phương Tây cho Ukraine không phải ở dạng tiền, mà là dưới dạng vũ khí, thiết bị và khóa đào tạo vốn được cung cấp trực tiếp cho quân đội. Các đồng minh của Ukraine cũng đã cung cấp hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ tài chính giúp củng cố cho nền kinh tế Ukraine, nhưng số tiền đó không được chuyển đến Bộ Quốc phòng của nước này. Theo tuyên bố của chính phủ Ukraine đăng trên Telegram ngày 18 tháng 9, quy định sa thải các thứ trưởng quốc phòng được đưa ra tại một cuộc họp nội các. Chính phủ không đưa ra lý do cho động thái này. Ba Lan cảnh báo Ukraine vì cuộc chiến ngũ cốc Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã ngầm cảnh báo Ukraine khi nhắc Kiev về vai trò viện trợ của Warsaw trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và một số nước Liên minh châu Âu về vấn đề ngũ cốc. Tổng thống Ba Lan cho biết, tốt hơn hết, Ukraine nên nhớ rằng họ nhận được sự trợ giúp từ chúng tôi và chúng tôi cũng là quốc gia quá cảnh đến Ukraina. Lời cảnh báo ngầm này được đưa ra sau khi Ukraina đệ đơn kiện Ba Lan, Hungary, Slovakia lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, với lý do ba quốc gia thành viên của EU này đã đơn phương gia hạn lệnh cấm nhằm vào ngũ gốc của Kiev. Ông Duda cho biết, động thái này của Ba Lan là cần thiết nhằm bảo vệ thị trường nội địa khỏi làn sóng ngũ cốc từ Ukraine tràn vào. Ông nhấn mạnh rằng, Warsaw có nhiệm vụ tự bảo vệ mình trước những doanh nhân muốn bán ngũ cốc ngày càng nhanh, càng tốt với chi phí thấp nhất có thể. Ukraine từng là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu trên thế giới, song hoạt động xuất khẩu này đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến sự kéo dài hơn một năm qua để hỗ trợ Ukraine trong thời gian chiến sự. EU cho phép nhập khẩu không hạn chế ngũ cốc từ nước này. Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Romania và Slovakia trở thành tuyến đường trung chuyển ngũ cốc của Ukraine. Tuy nhiên, động thái này cũng kéo theo làn sóng biểu tình của nông dân ở nhiều nước châu Âu. Sau đó, những nước này đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hướng dương của Ukraine từ tháng 5. Sau khi hết lệnh cấm vào ngày 15 tháng 9 vừa qua, Ba Lan, Hungary và Slovakia tiếp tục gia hạn bắt chấp EU đã công bố kế hoạch đình trệ. Máy bay không người lái UAV tự sát lan xét của Nga đã đánh trúng tiêm kích MiG-29 Ukraine đậu bên trong một căn cứ nằm cách xa tiền tuyến hơn 70 km. Fox ngày 19 tháng 9 đăng tải đoạn video được các kênh theo dõi chiến sự Nga-Ukraine công bố cho thấy khoảnh khắc một UAV Lancet mang chất nổ của Nga đã đánh trúng một tiêm kích MiG-29 đang đậu bên trong căn cứ không quân Dongisevo, gần thành phố Krividi. Video do chính chiếc Lancet cùng một UAV khác của Nga ghi lại. Dongisevo cách tiền tuyến hơn 70 km theo Force. Thời điểm xảy ra vụ việc không được tiết lộ. Phía Ukraine không công bố thiệt hại của chiếc mi 29 nhưng vị trí UAV đánh trúng nằm ở phần đầu máy bay khiến việc sửa chữa khó khăn. Fos đánh giá việc cả hai chiếc UAV của Nga vượt lưới phòng không để tập kích căn cứ quân sự Ukraine nằm sâu phía sau tiền tuyến cho thấy tầm hoạt động của Lancet đã gia tăng, cũng như khả năng của nó vượt qua lưới phòng không mà Kiev triển khai ở khu vực. UAV Lancet được Nga ra mắt vào năm 2019 có khả năng hoạt động độc lập, không cần hỗ trợ từ các hệ thống điều khiển mặt đất hoặc mặt biển. Sau khi phát hiện mục tiêu, Lancet lao tới để tiêu diệt bằng khối thuốc nổ nguy hiểm mang theo trong thân. Theo báo cáo tổng hợp cách đây vài tuần, Lancet đã tấn công 507 khí tài các loại của Ukraine kể từ khi được triển khai hồi tháng 7 năm 2022, trong đó 170 mục tiêu bị phá hủy tại chỗ và 269 vũ khí bị hư hại nặng. Su-34 của Nga đã rơi trong lúc huấn luyện Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết một máy bay phản lực Su-34 đã bị rơi ở vùng của Nga. Hai thành viên phi hành đoàn đã thoát ra ngoài an toàn và không bị thương. Cụ thể, bộ này thông báo vào khoảng 10 giờ ngày 20 tháng 9, một máy bay phản lực Su-34 đã bị rơi trong chuyến bay huấn luyện theo lịch trình. Hai thành viên phi hành đoàn đã thoát ra ngoài và được sơ tán trở lại sân bay. Họ không bị thương. Chiếc máy bay phản lực đã rơi ở khu vực cách xa các khu dân cư và không mang theo đạn dược. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, lỗi kỹ thuật có thể là nguyên nhân gây ra sự cố. Máy bay ném bom chiến đấu Su-34 được phát triển từ những năm 1980 để thay thế mẫu Su-24. Mẫu máy bay này được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 2014. Su-34 được thiết kế thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom nhằm vào các mục tiêu mặt đất, cũng như tiêu diệt các mục tiêu trên không. Vũ khí của Su-34 bao gồm pháo 30mm với 180 quả đạn, tên lửa không đối không và không lối đất, dẫn đường các loại và bom. Bùng lái của Su-34 có hai ghế phóng song song nhau cho phi công chính và phụ. Đặc biệt, trong khoang máy bay, Su-34 có thể chở đến 12.100 kg nhiên liệu trong hai thùng ở cánh và 4 thùng ở thân máy bay. Máy bay cũng có thể được lắp thêm 3 bình nhiên liệu, 3.000 lít ở bên ngoài. Mẫu máy bay này có thể đạt tốc độ là 1.900 km h khi ở trên cao và 1.300 km h khi bay ở mực nước biển. Nó có tầm bay lên đến 4.000 km. Theo Sputnik, mẫu Su-34 của Nga đã được trang bị tên lửa hành trình tầm xa và chúng đã được sử dụng trong xung đột với Ukraine. Truyền thông Nga cho biết tập đoàn quân sự tư nhân Wagner dường như đang đàm phán để sắp nhập vào lực lượng vệ binh Nga và có thể tiếp tục được gửi ra tiền tuyến tại Ukraine. Chuyên trang quân sự Nga Aviapro dẫn nguồn tin nói rằng công ty Wagner có thể sẽ sắp nhập vào lực lượng vệ binh Nga và vẫn giữ được tên gọi biểu tượng và cờ. Nếu thông tin này là sự thật thì các binh sĩ từ nhóm quân sự tư nhân có thể trở lại tiền tuyến ở Ukraine để tác chiến. Theo nhà báo Anastasia Kasevarova, các thành viên của Wagner dường như đang hoạt động ở quân khu phía Bắc, tham gia cùng các nhóm quân sự khác như Akhmat và Redat. Nguồn tin nói rằng Redat đã đưa ra các điều kiện phúc lợi hấp dẫn hơn để chiêu mộ các binh sĩ Wagner, bao gồm tăng lương và chế độ cho cựu binh. Đơn vị đặc nhiệm Akhmat trực thuộc lực lượng, lượng vệ binh Nga có trụ sở tại Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Trong khi đó, Redat cũng do Bộ Quốc phòng Nga kiểm soát và từng có kinh nghiệm tham chiến ở Syria. Cả Akhmat và Redat được cho là đều đang chiến đấu ở Ukraine. Theo các nguồn tin, Ridas dường như đang nằm dưới quyền giám sát của đại tá Nga đã nghỉ hưu Andrei Joseph. Hồi tháng 7, có thông tin nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã đề xuất đưa ông Joseph lên vị trí chỉ huy Wagner sau vụ nổi loạn bất thành của nhóm này vào hồi cuối tháng 6. Nếu Wagner thực sự sắp nhập vào lực lượng vệ binh Nga, các binh sĩ của nhóm sẽ phải ký hợp đồng trực tiếp với Bộ Quốc phòng nước này, theo quy định bắt buộc từ phía Moscow. Theo nhà báo Kasevadova, đại diện lực lượng vệ binh Nga và Wagner đã tổ chức các cuộc đàm phán về khả năng sắp nhập nếu đàm phán thành công đây sẽ là diễn biến quan trọng giúp nga có thể tận dụng kinh nghiệm chiến đấu và kiến thức trên chiến trường của các binh sĩ wagner tại ukraine nga chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này